Vậy chung, anh nói chung. Cái việc mà những người khác không biết để chứng minh là anh nhé. Rồi, giữ vậy sao, giữ vậy sao. Anh có một cái nốt ruồi bên phải ngay cái chỗ khớp háng. Hoặc là anh có một cái vết bớt hình con gì đó ở phía sau cái mông. Hoặc là cái em có một cái em có gì đó, em bị hôi nách. Có thể chứng minh anh không phải ma quái đóng giả, nhưng nếu là ảo giác, người em tưởng tượng ra cũng không được việc này chứ nhỉ. Thôi chết mẹ rồi, tôi biết cái gì rồi. Cái thằng Trương Thành Thụ nó nói là con Thôi Nguyễn Oanh này á là con gái của gài. Lý do sẵn cái để nói coi, tối mai đang đi bộ ngoài đường thấy thiên thạch rớt, xạo quá không nhận lại tim. Tiếng kêu cứu của Yến Oanh vọng tới từ bên này. Kiểu kia hình như là đi về phía trước đều là lỗi của mình, mình phải đi cứu cô ấy. Ngày hôm qua hình như là cái con Yến Oanh nó bị bắt lên kiệu rồi, nó bị đẩy lên kiệu rồi. Phía trước có nhà. Lẽ nào là một ngôi nhà ư? Nghệ công tam tuyệt, quả nhiên là nhà họ Trịnh. Đây bỏ qua đây, bỏ qua đây thì lát nữa nó che đồ, mấy bạn không có thấy được đồ. Bỏ lên trên thì mấy bạn không quen. Thôi bỏ bên phải đi ha. Thôi dầu gì mình cũng để bên phải riết nó quen. Có gì mà không có đồ tôi nói cho mọi người nghe. Nghệ công tam tuyệt, quả nhiên là nhà họ Trịnh. Nhưng thông thường thì từ đường của nhà họ Trịnh mới treo cái tấm biển này, tại sao lại treo trên cửa chính? Có khi nào cái cửa chính này là cái từ đường luôn không? Hơn nữa nghe nói nhà họ Trịnh đã cháy rụi từ thời kỳ dân quốc, sao lại xuất hiện ở đây? Đèn lồng chưa thắp. Mình chưa thắp đèn lồng. Tối quá nhìn không rõ xung quanh. Đêm khuya yên tĩnh bình an vô sự. 23:06. Ủa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cái à? Vậy là cần phải có một cái gì đó giải đố 9 cái mới mở được cái cửa này. Thắp đèn. Mình có cái hộp quẹt mà, sao mình không thắp? Làm sao mới có thể xây được cái dĩa này? Ở nhà họ Trịnh đánh đề hay cờ bạc hay gì nè má? Bú bò đến Hiếu giải cứu bé bò. Em sợ quên Hiếu ơi. Game này không có gì đâu sợ em. Mày đừng có để tao nóng nghe. Chào con Từ Hải Yến nha, chào fan. Chơi Wu Long nó mát hơn The Last of Us anh. Thank you em. Có gì anh chơi? Địa khả phát thiên tường. Địa khả phát thiên tường. Sao mới có thể? Trời má ơi, mới vô mà khó. 1, 2, 4, 6. Một cái gì đó, một cái mật khẩu gì đó có 4 số kìa mấy shop. Đồ mé, vừa mới vô luôn á. Này chơi áo cưới giấy nha anh. Áo cưới giấy em, áo cưới giấy là gì? Hello con Ngân Nguyễn nha, chào shop, chào bạn Thanh Diệu nha. Áo tên, game tên là áo cưới giấy. Này nó không có thông báo anh. Nay anh biết là nó không có thông báo rồi. Ở lúc đầu mở livestream là anh biết nay nó không gửi thông báo rồi. Cũng bị hoài à, cũng lâu lâu à. Lâu lâu là nó bị. Hello con Đạt Nguyễn, chào con Hữu Phúc nha, chào fan, chào anh Hiếu Lê Tên Ích, chào bạn Nguyễn Hiếu nha, chào shop. Là sao ta? 1, 2, 4, 6 1, 2, 4, 6 1, 2, 4, 6 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 1, 2, 3. Khoan. 1, 2, 4, 6 là bên tay trái. 1, 2, 4, 6 bên tay trái đây. 1, 2, 4, 6 bên tay trái. Vậy phần còn lại tức là tay phải. Đúng không? Làm sao mới có thể xây dựng đá này được? Đây nè. Cũ quỷ gõ cửa. Chính con quỷ gõ cái cửa thì sẽ mở được. 1, bên tay trái đúng không? 1, 2, 4, 6. 2. Vậy 3 bên này, 4 bên này, 5 bên này, 6 bên này, 7 bên này, 8 bên này, 9 bên này. Trời ơi.
Tôi biết bây giờ sau khi mà tôi giải xong ở đây còn rất là nhiều bạn nói: ủa gì kỳ vậy, ông làm cách nào sao ông giải ra được cái đó vậy, ông mở sao vậy, còn có rất nhiều bạn còn chưa hiểu cái chuyện gì đang diễn ra nữa. Chúng ta dựa vào hai cái manh mối trên hai cái con lân, một cái là 1246 là nằm bên trái, còn một cái là nó ghi là cụ quỷ gõ cửa, tức là mình gõ cửa 9 cái để mình mở cái đó. Phải có cái bộ lão, có cái bộ lão nè, phải có cái bộ lão. Hồi nãy ngay từ đầu tôi thấy 1246 rồi, tôi biết rồi, tôi biết đó, biết mà tôi không biết thôi. Tại sao trong sân nhà lại treo nhiều gương như vậy? Mặc dù không nghiên cứu kỹ về phong thủy, nhưng cũng biết trong sân không nên để nhiều gương, sẽ sinh ra sát khí. Nhà này nuôi me. Đốt cái đèn lên. Cái gương nó chiếu xuống cái bụi cỏ này mấy sớp. Bụi cỏ này có mấy ngâm nè. Hương hoa này thật là kỳ lạ. Rất nhiều ông mật vây quanh cùng một bông hoa, nguyên nhân là gì? Giống như thời mình đi học vậy đó. Mấy bạn có nghe cái câu mà người con gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi không? Giống như là một bông hoa gì đó, tất cả mọi người đều muốn có thể có được, nhưng mà cạnh tranh quá nhiều thì cuối cùng Chỉ là gì? Chỉ là tình đơn phương mà thôi. Yamero, Yamate, Yamate. Ủa? Cao quá sợ không tới. Ủa tôi sợ tới nè. Nó kêu là cao quá sợ không tới. Sao tôi sợ tới nè, là shop. Ông mở được cái cửa từ 800 lên 1000 người xem. Siêu trí tại mà. Cái siêu trí tại Việt. Nguyên nhân là do nó có mật ong. Tưởng là có hương hoa chứ shop. Hello con Hoàng Yến nha, chào shop. Hoa bỉ ngạn, coi chừng mu gian tới bóp cu anh đó. Mu gian trong thanh gương diệt quỷ mà má. Phóng cái cam bự lên xíu đi Hiếu. À thôi, tại do là cái mình chơi game cho nó xịn á, nên là mình để cái cam nhỏ nhỏ thôi. Mình cần tìm một cái chìa khóa. Ủa vậy cái cây bút lông này để làm gì? Thôi từ từ, cái này hình như là không có còn giải được cái manh mối gì nữa rồi, để đi qua hai bên kia coi. Ủa Hiếu. Ôi trời mẹ mày. Sao trời mẹ mà. Yeah. Uyển Anh, em có ở trong đó không? Uyển Anh! Sao Trương Lê? Trương Thành Thụ. Lộn, Trương Thần Tụy. Là anh sao? Suy nghĩ. Uyển Anh ở bên kia. Vậy ai? Ai mới là người ở trong kiểu u đe? Đây là... Wow, sợ quá, hù ghê quá. Không thấy nữa rồi. Uyển Anh sợ ma nhất. Tạm thời đừng nói tới việc này nữa. Là anh đây. Em không có bị thương chứ? Em không có sao. Em bị khóa trong nhà. Cửa sổ mở không có được. Lạ quá. Ngoài cửa không khóa, nhưng cửa vẫn mở được. Là sao? Anh đúng là Trương Thần Thủy chứ? Sau khi tới thị trấn thường xuyên, nhìn thấy những cái thứ kỳ lạ, em không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo giác. Vậy anh nói cái việc mà những người khác không biết để chứng minh là anh nhé. Rồi, giữ vậy sao? Anh có một cái nốt ruồi bên phải ngay cái chỗ khớp háng. Hoặc là anh có một cái vết bớt hình con gì đó ở phía sau cái mông. Hoặc là em có một cái em có gì đó, em bị hôi nách đồ. Để coi thử cái bí mật của hai đứa nó là gì nha. Nghe coi thử mà. Trương Thần Thụy nói nhỏ mấy câu ở ngoài cửa. Trương Thần Thụy, anh không phải em đã nói là anh không được nhắc việc này nữa sao? Thấy chưa, thằng Trương Thần Thụ này á, cái thằng Trương Thành Thụ á, nó nói với lại cái con nhỏ này á, là nhỏ này bị hôi nách. Đứng sau cái rèm đó mà mình vẫn thấy được. Được thôi, chí ít có thể chứng minh anh không phải ma quái đóng giả. Nhưng nếu là ảo giác, người em tưởng tượng ra cũng không được việc này chứ nhỉ? Thôi chết mẹ rồi, tôi biết cái gì rồi. Cái thằng Trương Thành Thụ nó nói là con Thôi Nguyễn Anh này á, làm con gái của cô gái. Đây nè, Trương Thành Thụ nói nhỏ này nè. À, ai là con đứa của anh? Giỡn. Giỡn rồi, giỡn. Đừng có nghĩ ngợi lung tung. Đúng rồi, tại sao em lại tới cái thị trấn này? Ủa con nhỏ này nó tới để nó điều tra mà má.
vì công việc. Không biết tại sao lại cử em tới cái nơi xui xẻo này công tác. Còn anh thì sao? Dạ cũng vì công việc. Ơi, hai đứa này nếu mà mấy bạn nào chưa biết á, thì hai đứa này đã từng là người yêu cũ của nhau. Và bây giờ là hai đứa này nha, còn đi xuống đây công tác cùng nhau. Hồi cái ban đầu tôi gửi cái tin, tôi gửi cái tin nhắn này tôi gửi cho cái thằng Trương Thành Thụ này nè. Công việc, anh không phải đang học thạc sĩ sao? Thì ra cô ấy cũng biết tình hình gần đây của mình. Dữ vậy sao? Rung động liền. Trương Thành Thụ sau khi nghe vậy hả, tim đập thình thịch. Có một số chỗ bị sưng lên. Tôi đến đây để nghiên cứu phong tục kỳ quái của hội miếu Tết Trung Niên nơi đây. Hai người kể lại cho nhau nghe về những câu chuyện gặp phải tại thị trấn tới thời điểm hiện tại và thiệp và cái việc được thiệp mời. Có bán ba lô rành để cho em chơi giới, em mới chơi vô bú nguyên anh Hiếu. Hello Johnny Hoàng nha, hello em. Em tưởng rằng đây chỉ là câu chuyện ma trên mạng, không ngờ cái việc gặp phải, anh có từng học được những cái cách trừ đuổi tà ma nào không? Thạc sĩ mà sao biết được? Đây là hiểu nhầm. Tập tục dân gian là môn học về khoa học nhân văn và khoa học xã hội, chứ không phải là những cái kia. Không dùng được gì cả. Đúng rồi, khi gặp anh trên đường, tại sao anh lại bảo em rời khỏi đây? Cái thị trấn này không thấy một ai cả. Cái việc xảy ra liên tục, anh cảm thấy rất nguy hiểm. Được rồi, đúng rồi, em tìm được cái tờ giấy giống như là một cái lá bùa trong nhà. Không biết anh đọc có hiểu không? Cửa sổ nhà này quá là kỳ quái, chẳng biết khóa kiểu gì. Không chỉ không mở được, tới một khe hở cũng không có, không nhét nổi một tờ giấy ra ngoài. À, vậy có nghĩa là con nhỏ này bị chặn bởi mấy cái lá bùa nên là nó không có ra được. Chào shop, chào Hoàng Trung nha, hello fan. Em có thông báo nhưng nó tự tắt việc shop luôn, mới tắt xong nè. Facebook dạo này nó mới cập nhật mà mọi người. Mọi người thông cảm đi, nếu mà có cái gì đó thì mọi người phải đợi Facebook nó sửa xong á. Không mà Hiếu like lâu rồi nên là Hiếu biết. Hồi nãy lúc mở livestream lên là tôi biết Facebook nó không có thông báo cho mọi người rồi. Lâu lâu đó cũng bị. Lạ quá, trong phòng có người đang tắm sao? Có ai đâu má? Có tắm thiệt nè, có người tắm thiệt nè. Có một người tắm, sau đó có một em bé lấy cái rèm kéo lại. Cái dáng dấp người trong bồn tắm giống hệt như là người ôm cái hũ tro cốt mình gặp phải trên xe buýt là cùng một người sao? Này Rina! Đại Rina! Hoàng sợ! Gì à? Bồn khung được xin vân rồi, xin công được hoàng hậu. Xin lại ba. Tôi nói gì tôi cũng biết nữa. Tôi nói là bà bổn cung chính là người được hoàng hậu, hoàng thượng sắc phong làm chính thất. Người đâu? Kéo ra ngoài, hiếp dâm đó. Cái này là một cái manh mối gì nè, chụp lại đi. Cái này là chắc chắn là một cái manh mối gì đó. Mấy ông thấy không? Ở đây là chúng ta có là theo thứ tự nè. Đây là một cái bông hoa 5 cánh, cái này là bông hoa 4 cánh, bông hoa 3 cánh, bông hoa 2 cánh, bông hoa 1 cánh. Vậy là theo thứ tự 1, 2, 4, 5 và có 5 con chữ đó. Rồi lát nữa mình sẽ coi thử coi là cái chỗ nào mà có giải mã 5 chữ và 5 cái đó. Cái người có tiền khi xưa dùng tơ lụa thay cho cửa sổ, rất chắc chắn không lấy cái tay chọc thủng được. Không lấy tay chọc thủng được, vậy lấy bút chọc. Lấy bút chọc chỗ lủng. Trời ơi, siêu trí tệ Việt. Rồi, thằng này nó đút cái đầu. Ôi, em làm như vậy rất là nguy hiểm. Sao vậy? Em có làm gì đâu. Em đang thử đẩy cho cái khe em ra cho nó hở. Em đang thử đẩy cái cửa cho có khe hở. Em có làm gì đâu. Cái tiếng của Yến Anh vọng tới từ phía cửa kia. Trong cái thời gian ngắn như vậy, cô ấy không thể nào chạy qua mà không phát ra tiếng động được. Lẽ nào vừa rồi là không sao, anh đã chọc một cái lỗ ở trên cửa rồi. Anh đẩy đồ ra đi. Em đẩy đồ ra đi. Em đẩy sao vừa được cái khe đó là được. Con Nguyễn của anh thiệt mà. Chúng ta làm như vậy có được coi là phá hoại văn vật không? Ôi, cái thanh gỗ trên cái cửa sổ chắc chắn quá. Làm bằng khe gỗ thật chứ. Trương Thành Thụ. Tôi đặt tên ông này là Trương Thành Thụ nha. Trương Thành Thụ cũng thử ra sức kéo và gõ xong cửa. Không gãy.
không thể dùng lẽ thường để giải thích được. Anh nghĩ anh sẽ nghĩ ra cách để cứu em. Anh mệt quá. Cho em cái này không biết dùng được không? Cái gì đây? Một cái tờ giấy. Đây không phải là hình vẽ của bất cứ tập tục dân gian hoặc huyền hoặc huyền học nào cả. Có lẽ có thể dùng được ở đâu đó. Anh đi tìm kiếm xung quanh đây xem sao. Ồ. Đợi em một chút đã. Em thấy có rất nhiều điều muốn nói với anh. Ừ, mình vừa chơi game kinh dị mà mình nhà mình còn vừa có tiếng khóc của em bé Sofi cực kêu nữa nè. Nghe nè. Nghe. Nhà có tiếng khóc Lofi chật mi cực cực mất nữa. Em đã đọc được cái luận văn của anh. Anh đang nghiên cứu về cái thiệp cưới ma quái và cái vụ việc ở cái thị trấn này phải không? Tại sao lại trùng hợp như vậy? Em tưởng rằng anh sẽ nói ra những... Nhưng anh không hề đề cập tới. Ủa sao con nhỏ này biết ta? Còn nữa, năm xưa tại sao anh rời đi lại còn luôn trốn tránh? Tới một lời giải thích anh cũng không nói nữa. Thật ra cái lần đó anh bỏ rơi em là do anh không muốn giấu giếm với em nữa. Thật ra anh chính là BD. Có người nói là anh cố tình đẩy em xuống nước. Em không tin vào điều đó. Nhưng sau khi tỉnh lại ở bệnh viện thì không thấy anh đâu. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Cái lần đó là anh đẩy em xuống nước. Anh giật dao giấu em. Nói ra thì dài lắm. Đợi chúng ta rời khỏi đây thì nói. Vẫn còn chưa hả? Vẫn còn đang giấu giếm mà. Không, anh nói trước đi. Em bị nhốt ở đây thêm một lúc cũng không sao cả. Ủa gì kỳ vậy? Con nhỏ này tính nó, cái tính nó ngang bướng quá ha. Má cái con nhỏ này bà ở ngoài đời á. Đục nó cái. Thích là bị nhốt vậy, nhốt nó luôn đi. Hôm nay là Tết Trung Nguyên. Truyền thuyết dân gian nói là ngày ma quỷ hoành hành. Ngày trên thiệp mời cũng là ngày này. Anh lo là có chuyện gì đó liên quan đó. Ồ, dữ vậy sao? Tương truyền vào không giờ Tết Trung Nguyên là lúc mở cửa của quỷ môn cho ma quỷ về lại địa phủ. Dạng nhất nơi này có ma quỷ, anh lo tới khi đó sẽ xảy ra chuyện. À, vậy là thằng này là nó chỉ lo cho nhỏ này thôi. Được rồi, tìm cách đi ra khỏi đây trước thôi anh yêu à. Anh cho em xin số điện thoại đi. Hiện giờ cho em xin cái điện thoại hiện giờ của anh. Như thế có thể liên hệ bất cứ lúc nào. Điện thoại của anh hết pin rồi. Thôi bỏ đi, anh đi đi. Em cũng không tiếp tục. Em cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm trong phòng xem có cái cơ quan cửa bí mật nào không. À, là con nhỏ này tính là ha, tính xu cái thằng này, hiểu không? Giả bộ kêu này đưa cho con nhỏ này cái điện thoại iPhone 14 Pro Max, xong con nhỏ này bỏ đi là thằng này bị dính tráp. Trời ơi là trời. Con Thôi Yển Anh nó dụ thằng Trương Thành Thụ một cái iPhone 14 Pro Max, xong sau đó bỏ thằng Trương Thành Thụ tại cái vùng quê hẻo lánh, sau đó tuyên bố thằng Trương Thành Thụ là thằng đó kẻ đách. Thôi Nguyễn Anh chôm cái điện thoại iPhone 14 Pro Max của Trương Thành Thụ rồi sau đó chỉ tay thẳng mặt của Trương Thành Thụ, nói Trương Thành Thụ là đừng bao giờ khinh thường người khác. Ok chưa? Tôi dịch ra ha, cho mọi người rồi đó. Hello con Trang Anh Thư nha, hello em. Ủa hello là cho chơi chung không vậy Hiếu ơi? Không má. Hello con Thanh Hà, chào con Thành Long nha, chào fan. Chào bạn Khang Bang nha, hello fan. Hồi nãy giờ em comment mà anh Hiếu không chào em block. Hello con Kiếm Trần, hồi nãy giờ tao đang lo giải đố má ơi. Hello con Tây Rào TV nha, hello shop. Hàng chục ngàn người xem kìa Hiếu ơi. Khịa bài báo nữa rồi đó. Đi tìm kho báo của Tấp Phi không Hiếu? Bà đi tìm một mình, bà đi bà nội. Tôi đang tìm cái lời giải đố cho cái áo cái giấy nè. Tối quá không nhìn rõ gì hết. Ồ, như là mình cần phải có đèn cầy ở đây hay sao quá mấy sớp. Phía hành lang cũng là đống đổ nát đã bị đốt cháy. Ồ, cái sân này đã bị đốt cháy mấy sớp. Nước cũng không có. Mình đi ra ngoài lại coi có gì không. Cái này là cái gì vậy? Cái này khóa rồi. À, trong đây có đồ nè. Hộp trang điểm gì đó. Một cái hộp trang điểm với lại một cái lược. Mình đang có một cái lược với lại một cái hộp trang điểm. Hộp trang điểm với lược. Cái này là cái quần đùi gì nữa. Mấy bữa nay anh like với chị nào vậy anh? Mấy hôm rồi, mấy bữa nay anh like với cái chị Thôi Nguyễn của anh gì nè. Ờ, à, cái này là 5 cái. À, đây đó hả? Là đi từ cái cao, cái nào? À, theo thứ tự. Vậy là mình đi từ cái cây này xuống cái cây bên dưới này, qua lại cái này, lên cái này, rồi lên cái kia. Ok, xuống cái này, qua cái này, lên cái này, xuống cái này, qua cái kia.
Dữ vậy sao? Ờ, lấy được cây đèn cầy nè. À, phải cây đèn cầy, cái này là cái đinh ba má ơi. Cái cây đinh ba gì mà sao để yếu bớt tôi tuổi cái đèn cầy không á. Tôi tưởng là bật nắp bếp ga. Đây là pháp khí dùng trong nghi thức sao? To hơn tưởng tượng rất nhiều. Ồ, thì ra là pháp khí. Thì ra là pháp khí. Pháp khí đinh ba. Ồ, dùng pháp khí để trấn yểm cái này hả? Ôi da, chết tôi thiệt chứ. Ôi, lại một cái giải đố gì đó rồi. Cái này như là phải xoay cái gương ở mấy shop. Mà ý là mình phải xoay nó lại sao á. Nó bị thiếu một cái gương đó shop ơi. À, bị thiếu hả? À, anh có một cái gương, đúng rồi. À không, anh có cái hộp trang điểm thôi à, chứ không phải có cái gương. Hello con Khanh Băng nha, chào fan, bỏ qua luôn đi Hiếu. Đâu có gì đâu, mình giải được mà. Không có khó lắm đâu, yên tâm đi. Đây nè, sao cái này là đáng lý là mình sắp giải được rồi đó. Mà mình giải bị lệch rồi. Mình giải nó bị lệch cái gì rồi đó. Ủa tôi chiếu vậy đỉnh lắm rồi đó. Hay là mình cần phải chiếu hết luôn cái bàn này luôn hả ta? Rồi thôi bỏ đây đi. Rồi ok, cứ để đó đi, từ từ đi rồi mình tính. Cái hộp trang điểm với lại cái lược hả, dùng để làm cái gì đây ta? Cái này là mình giải rồi. Cho nó chiếu lại với nhau đi shop thì đó, anh để cái ánh sáng ngay cái chữ ra là được. À ok, hiểu rồi. Tôi tưởng là nó phải liên kết với nhau hết. À vậy thì dễ đó chứ, vậy đâu khó lắm đâu. Đại sư cũng đâu có khó lắm đâu. Tại do là tôi không có biết là cái mục đích nó kêu mình á là mình cần phải làm cái gì. À cái ánh sáng nó chiếu qua đây rồi. Mình lấy được một cái chén trà. Một cái chén trà không. Một cái chén trà không. Mình lấy được một cái chén trà. Một cái chén trà. Một cái cây bút. Một cái chén trà, một cái cây bút. Một cái đinh ba, một cái lược. Một cái cây bút, một cái đinh ba, một cái lược. Đó, ra được rồi đó. Thiểu năng mà chơi hay chơi game giải đố quá. Không sao, mình sẽ dẫn diện, mình sẽ dẫn giải được. Hello con bà Su Nhi với chào fan. Đúp con cua vô cái khe kia đi anh Hiếu ơi. Rồi con Nguyễn Quanh nó nói gì? Chúc anh Hiếu và mọi người ngày 1 tháng 5 vui vẻ. Không quen, trời ơi, cảm ơn bạn Dung Lưu nha. Cảm ơn em nhiều. Không quen thiệt luôn á. Ồ, giờ nó sẽ chiếu. À, nó chiếu ra đây nè. Ồ cái gì vậy? Cái điện thoại hả? Điện thoại trong nước đổ chuông. What the hell? Nước sâu quá rồi, dùng tay mò không tới. Lấy cái đình ba vớt lên. Mình lấy được một cái điện thoại nè mấy shop. Ni hao, ni hao. Là ni sửa ni hao. Alo, cứu, 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 cứu cái, cứu cái, cứu cái, cứu cái shop, cứu cái. Âm thanh trong điện thoại nghe rất quen. Ôi, tôi không có nghe được gì luôn má. Hả? Là giọng của tôi. Nó đủ hết hồn má. Sao thế? Em nghe thấy tiếng kêu của anh. Trương Thần Thụy kể lại việc kỳ quái anh gặp phải. Lúc đó anh nghe thấy tiếng kêu thét của anh trong điện thoại. Sao kỳ quái vậy chứ? Lúc đó chỉ có cái cảm giác thấy giống như là tiếng của chính anh thôi. Anh có thể nghĩ là do anh nghe nhầm, nói không chừng là tiếng khác, bị anh liên tưởng thành tiếng kêu thét. Cũng có lẽ là
Anh liên tưởng khi nhìn thấy điện thoại, ám thị tâm lý với bản thân. Vì thế mới kêu lên theo phản xạ có điều kiện thôi. Không phải anh nói rằng lần này trong điện thoại thấy tiếng anh nói lần trước sao? Cũng có thể là ghi âm. Thôi bỏ đi, anh không muốn thảo luận vấn đề này nữa. Vẫn cứ đầu cấn đầu như xưa. Ủa mà sao con nhỏ này ra ngoài đây được vậy ta? Trong khi là con nhỏ này bị nhốt mà đúng không? Con nhỏ này nãy nó bị nhốt trong cái phòng này mà sao đi ra nó nói chuyện với mình được vậy? Cái logic game gì đây? Trời ơi, thì rốt cuộc là con nhỏ nó bị ảo giác hay là tôi mới bị ảo giác? Rồi cái này là cái gì? Giỏ quay số để làm cái gì nữa má? Rồi cái lượt này để làm cái gì nữa nè? Chúng ta phải giải đố mà không cần phải sử dụng gợi ý á. Hello con Vi Du nha, sao hay thêm lời quá. Thêm lời để đọc cho nó đúng với lại cái ngữ điệu của mình đó. Hồi đó tôi đọc bài ngữ văn cũng hay vậy lắm. Cô tôi hay kêu tôi đứng lên đọc lắm. Mà cũng có mấy lần cô tôi nói là em thêm từ vô cái đọc nó mất hay đi. Nhưng mà cái như vậy thì em đọc lại lưu loát hơn. Nhưng mà nghĩa thì nó cũng không thay đổi. Cái đó thì em chỉ thêm từ cho văn bản thôi nha. Cho những cái tác phẩm văn bản thì em thêm được. Nhưng mà nếu chỉ tác phẩm văn học thì em không nên thêm. Đó, cô tôi nói vậy á. Chứ tác phẩm thơ á mà em thêm vô cút luôn sao? Bước tới đèo ngang cái tự nhiên bỗng mất đà, cỏ cây chen lá cái tự nhiên thấy lá chen hoa, lơm gom dưới núi cái tự nhiên thấy tiều dài chú lác đác bên sông, tự nhiên thấy chợ mấy nhà. Cũng được, đến ra là cũng hay chứ bộ. Mình đem chữ vô cũng nghe hay mà. À, cái này là xài đấy hả? Ồ. Thì sao? Ồ, là sao ta? Hình như là nó kêu mình quay để lấy 5 cái chữ á. 5 chữ có cái nào là cái gợi ý nào là rồi nhớ rồi. Cái cửa sổ đúng không? Cái cửa sổ kéo rèm cái lúc mình rình của cái bà nào đi tắm á, đây nè. Đây 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 nó đây nè. Tôi có chụp hình. 5 chữ hình như là nó đó. Đây. Để tôi đi ra ngoài cái. Đúng không ta? Phải nó không? Cái chữ đầu tiên là cái chữ này, cái chữ đó. Ok, cái chữ đó đó mọi người. Đây, cái chữ đó. Đây. Cái chữ thứ hai là cái chữ hình hình nửa cánh con bướm đó, cái chữ đó luôn á. Chữ nửa cánh bướm á. Chắc mọi người nghe tôi nói mọi người hiểu mà đúng không? Tôi nói dễ hiểu mà. Ơ, sao đéo có? Sao không có cái từ nửa cánh bướm vậy? Hay bị lộn rồi. Bị lộn rồi mấy shop. Ủa khoan đã. Sao nó lấy con pháo? Ủa là sao? À, cái chỗ xác định nằm ở đây hả? Trời ơi, có biết đâu. Ơ à, trời ơi, tôi lỡ tôi bấm bỏ qua luôn rồi. À không, tôi vẫn chưa giải xong. Tôi bấm gỡ là tôi lấy là Lộn. Là cái này nè. Reset, ở đâu? Để tôi coi thử, tôi gỡ đi coi. Tôi có đặt qua bên đây được không ta? Ơ, đặt vẫn được hả? Vậy là bên này mới đúng nè, bên đây có hình con bướm không? Bên đây có chữ hình bướm, có chữ hình bướm nè. Vậy bên đây mới đúng. Cái chữ đầu tiên là cái chữ chữ đầu tiên là cái chữ nào má quên luôn rồi. Quên luôn rồi mấy sếp. Trời lú luôn á. Cái chữ đầu tiên là cái chữ vậy nè, chữ đó. Ừ. Chữ trời, tôi đang cầm cái hình trên tay tôi luôn á mấy sếp. Tôi đang cầm cái tấm hình trên tay luôn mà sao tôi không thấy cái chữ đó vậy? À đó là cái chữ này nè. Ok, một chữ. Cái chữ thứ hai là cái chữ hình con bướm á. Chữ hình con bướm. Đây, cái chữ hình con bướm đây nè. Giống nửa cánh bướm. Cái chữ thứ ba là cái chữ chữ T. Đây. Cái chữ thứ tư là cái chữ hình con lãi. Ok. Cái chữ thứ năm là cái chữ hình ủa, sao giống cái chữ hình con bướm quá vậy? Cái chữ hình con bướm nhưng mà là cái chữ hình con bướm dài. Là cái chữ này nè. Chữ bướm dài á.
Ủa nó đâu rồi? À đây 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 đây, cái chữ hình con bướm dài đây nè. Đây 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 đây. Oh shit. Sai đâu ta? Hello con Trang Anh Thư nha, cái chữ hình con lãi, cái chữ thì cái chữ này là cái chữ hình con lãi nè. À, bị sai cái chữ hình con lãi. Ồ, cái chữ con lãi này phải đúng nè, mình nãy ghép lộn cái chữ hình con lãi này. À, trời ơi. Ủa vậy cái chữ thứ ba là cái chữ gì? Chữ thứ ba là cái chữ này. Tôi bị sai cái chữ hình con lãi cái mấy shop. Con lãi bự mới đúng. Lãi có móc. Lãi có móc này nè. Ok, lại chúa. Ok, mở mày. Mẹ nè. Đúng rồi, mình bị lộn hình con lãi thôi. Hello con Phi Long nha, hello shop, chán shop quá. Không có gì phải buồn hết. Chúng ta giải từ từ là chúng ta sẽ giải ra. Nên mới rớt cái gì ra đó. À, rớt cái chìa khóa. Ủa chị, à chìa khóa mở cửa. Ồ, hình như không phải chìa khóa này. Ồ, shit. Còn phòng nào bị khóa nữa không? À cái trong phòng này. À cái phòng nhà tắm. Cái phòng mà nãy có cái bà nào tắm ở trong đây nè. Hello con Ngọc Khang nha, chào fan. What the hell, cái phòng nhà tắm ấy. Ủa, lạ thật. Nhìn vào từ cửa sổ bên ngoài nơi này hình như là phòng tắm mới đúng. Sao nhìn từ bên trong nó lại khác hoàn toàn. Không, chắc ta đang tắm. Cái này là cái người ta thiết kế cái bồn tắm kiểu khác á. Thiết kế bồn tắm như sao kiểu nằm nhìn như cái hòm vậy á. Đằng sau lại sáng rồi. Có chứa thành phần tử bốc cháy khi gặp oxy sao? Hình như cũng không đúng. Thôi kệ đi, bây giờ có thời gian băn khoăn về vấn đề này hay sao? Lục lão thái gia bao la dạng tượng, ban đầu phúc nhân thượng khôn hạ càng gạch tiên địa, tả âm hữu dương trưởng hùng cát, dương trưởng hùng cát. Tại sao? Là cái gì má? Người giấy hóa trang thành người hầu. Người giấy hóa trang thành người hầu. Người hầu nữ, người hầu nam. Mình nhận được một cái tượng đầu trâu. Tượng đầu động vật bàn ngọc. Trong trâu trong 12 con giốp. Ok. Ở đây có mấy cái quan tài vậy? 3 cái quan tài. 6 lần, 7 lần, 8 lần, 9 lần, 10 lần, 11 lần, 12 lần, 13 lần. Không, vậy chắc là nó là một cái gì đó rồi đó. Nó là một cái gì đó ở đây rồi đó. Trên ảnh là người giấy, ai lại đi chụp hình cho người giấy chứ? Bên trái là thiếu gia nhà họ Trịnh, hay còn gọi là Trịnh Tiêu gia. Đây là thiếu gia nhà họ Trịnh. Ôi, cái ông gì trong đám cưới tên là Trịnh gì đó. Trịnh gì là ổng nè. Ta đoán đây là phu nhân của nhà họ Trịnh, hay còn gọi là Trịnh phu nhân. Đây hẳn là ông cụ của nhà họ Trịnh nhỉ. Đây là ha, ông già nhà họ Trịnh. Ông già nhà họ Trịnh. Còn người giấy này hình như là tiểu thư nhà họ Trịnh. Trịnh tiểu thư. Lại là cái cách nói khác nhau. Rốt cuộc thế nào mới là sự thật? Chụp hình lại đi. Cái này là chúng ta thấy có màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh lá cây, mấy cái chữ mà nó màu vàng đó, mấy cái chữ mà nó đánh điểm đồng lên cho mình đó. Mấy cái này quan trọng là mấy cái này hãy nhớ. Mấy cái này phải nhớ. Đây có một cái hộp bát quái. Cái hộp bát quái này là dùng để à, mình chỉ cần xoay cái tượng thôi đúng không? Trời, cái này sao làm khó tôi được. Ồ, chết mẹ chưa. Mình quay cái ở giữa, ở dưới này á thì cái này nó sẽ quay cái đi. Mà mình quay cái trên này á thì cái dưới này nó sẽ quay đi. Mình quay lại cái này thì cái này nó sẽ quay đi. Thôi cút rồi. Má ơi, mình bị sai cái ở giữa máy shop. Bị sai cái này nè. Ôi, nhưng mà quay cái này thì cái này nó cúp. À, cay tới giờ.
cái liệp bẹ đó, cái liệp bẹ đó. Chỉ bị sai có đúng một cái duy nhất cái khung hình ở trong này thôi nè. Còn không biết khen nữa. Giờ là đến giờ ha, chúng ta ha, cùng đọc chat nè, cùng lắng nghe về những cái mà chẳng hạn như hay ghê đồ này nọ cái kiểu nè. Chuẩn bị coi. Hello con Nguyễn Linh nha, tôi shop ghê thấy chưa? Tôi nói mà. Hello con Huỳnh Bảo Gia, khỏi cần khen, mấy cái này cơ bản thôi em. Hello con Phan Hân nha, hello shop đồ ghê hay quá Hiếu ơi. Đăng ký liền, đăng ký Olympic siêu trí tại Việt. Facebook nó không có thông báo Hiếu ơi. Ở Facebook hôm nay nó không có thông báo cái shop. Mẹ ảo thật đấy, sẽ tục tiểu vậy sớm. Ghê chưa? Chúng ta phải có cái gì? Chúng ta phải có cái bộ lão, phải có cái bộ lão nè. Thôi để mở ra đi, nói nhiều quá. Khóa, trời ơi mới mở khóa được có một bên nữa, còn một bên nữa. Rồi cái này là cái gì đấy má? Rồi hiểu rồi, tôi hiểu luôn rồi. Má nó mình mới giải được có một bên nè. Bây giờ là chúng ta là phải coi lại cái kia nè, để coi lại cái này, cái trên cái này nè. Đây nè, có bốn chữ nè. Cái chữ này, cái chữ mà ngoắc quanh đây là màu đỏ. Cái chữ vàng là cái chữ của hình cục cức. Nè, thấy không? Cái hình, thấy hình đóng cức không? Đó, đây. Cái màu xanh lá cây là cái hình chữ cái hình cái cột để bị đánh á. Ừ. Cái chữ màu xanh dương này là cái chữ xanh dương. Ừ, ok. Nhớ nha. Cái chữ màu đỏ là cái chữ móc kia, cái chữ mà vàng là chữ cục cức, không? Còn cái chữ mà màu xanh dương là cái chữ xanh dương, cái chữ xanh lá là cái chữ cái cột đánh nhau, ok, hiểu rồi, nhớ rồi. Nhưng mà nó ở đâu rồi? Cái chữ màu đỏ là cái chữ này là cái chữ màu đỏ nè. Cái chữ này là cái chữ màu đỏ, cái hình cục cức này là chữ màu vàng nè. Cái hình cục cức này là chữ màu vàng, bỏ qua đây đi, bỏ màu vàng qua đây. Cái chữ cái hình cái cột đánh nhau đâu rồi? Cái chữ cái hình cái cột đánh nhau này là cái màu xanh nước biển. Màu xanh nước biển, còn cái chữ hình xanh dương là cái chữ hình xanh dương. Cái chữ hình xanh dương là cái chữ này. Chữ xanh dương là cái chữ chữ nào ta? Chữ xanh dương là cái chữ này nè. Chữ xanh dương là cái chữ này. Không nhớ nữa, để coi lại. Chữ xanh dương là cái chữ này. Ok, chữ xanh dương là cái chữ xanh dương đó. Ôi nó sửa lại luôn rồi, chết mẹ tôi rồi. Cái chữ xanh dương là cái chữ này nè. Cái chữ này là cái chữ đỏ. Ôi sao mà lấy được cái này ra ta?
Má làm sao chỉ cần lấy được cái cục vàng vậy dưới kia nữa thôi là thắng rồi. Cái cục cức nằm ở đây nữa là thắng rồi nè. Cái cục cức nằm ở dưới cuối cùng này là thắng rồi. Thắng rồi, ok, thắng rồi. Qua rồi, qua cái này rồi. Má nó thiệt tỉnh khó. Đây nè, cục cức nằm ở đây. Cái đỏ nằm ở đây. Để cho cái xanh dương vô đây trước. Xanh lá cây là cái này, cái đỏ là cái này. Mệt ghê. Má nè. Rồi lấy được cái gì vậy? Cái đó là cái gì vậy? Cái đó tên là cái gì vậy? Thước ngọc hả? Thước ngọc dùng để đo cái gì vậy sớp? Thước là dùng để đo đó mà đo cái gì vậy? Người giấy trong ảnh sao lại biến mất rồi? Ờ, à, đúng rồi nè. Người giấy trong ảnh mất rồi, giờ dồn lại thành một gia đình rồi. Cái tấm ảnh này lại sao biến thành ảnh gia đình rồi. Trương Thành Thụ nhặt cái ảnh lên kiểm tra cho thật kỹ. Ồ, không phải thiết bị điện tử sao chửi tôi ngu. Thế mà mày mất dạy quá con Phương A Hát ơi. Đời mà cái ông già chơi như cục đâu buộc. Đó thấy chưa, hồi nãy nói là giải được cái khen. Chứ sao cái giờ mấy gà gáy sao cái giờ chửi ngu. Còn lạ gì nữa, với đâu buồn. Với đâu buồn, ngu chịu thôi. Tuyết rơi rồi, mặc dù hôm nay trời lạnh, nhưng mà là mùa hè, hiện tượng này huyền học nói thế nào? Là tập tục dân gian, không phải huyền học. Tuyết rơi là hiện tượng của tự nhiên, không liên quan gì tới chuyên ngành của anh cả. Thì đúng mà, thuốc này để đo chiều cao của anh. À, chắc mình đo 17cm hả? Không phải nói tuyết rơi. Cái gì đó chứ? Không phải nói tuyết rơi vào mùa hè là có oan khuất sao? Anh không nhớ nổi oan của nàng Đậu Nga à? Nếu mấy bạn nào mà chưa biết về nàng Đậu Nga thì Hiếu xin bạn phép chia sẻ cho mọi người biết một xíu ha. Thì ngày xưa có một cái nàng đó, nàng tên là Đậu Nga, nhưng mà vì do là kiểu như là nàng có hàm oan á, nên là kể từ đó là người ta có một cái tập tục, người ta có một cái câu chuyện dân gian đồn là ha, nổi oan của Đậu Nga ha, chứ tôi cũng không biết như mọi người. Chỉ là trùng hợp thôi, đừng có nghĩ ngợi nhiều. Thời cổ đại điều tra phá án không có phát triển, nhiều có án quan cũng không thể nào một năm bốn mùa đều có tuyết rơi được cả. Ồ, đúng rồi, đã qua 0 giờ, bây giờ là ngày 16 của tháng 7. Ngoài việc tuyết rơi kỳ quái ra thì không có việc gì lạ nào cả. Xem ra lần này anh đoán sai rồi. Anh không có biết xem dây trên điện thoại sợ thế nào không? Em may cũng không có thứ gì kỳ quái xuất hiện cả. Có lẽ chúng không có bám lấy chúng ta nữa rồi. Có thể là do anh nghĩ ngợi quá rồi. Nói không chừng những thứ không có ác ý, có thể không may quá gì. Chỉ là chúng ta vì nguyên nhân nào đó mà bị ảo giác thôi. Chào mừng tất cả các bạn đến với lại game Ngôn Tình. Chào mừng tất cả các bạn đến với lại game Ngôn Tình. Game đã đi tìm hiểu về tình yêu qua tình cảm của Khả Trương, Trương Thần Thụy và Khả... cái Thôi Nguyễn Oanh. Sau những ngày tháng cuối cùng mà chúng ta vẫn không biết được về tình cảm của hai đứa nó, thì bây giờ chúng ta hiểu thêm một phần nào nữa rồi đó. Diễn như hàng luôn anh Hiếu ơi, xuất sắc quá. Diễn vậy mà chưa lại hai đứa nó rồi đó. Hello con bên Thanh nhé, con shop. Anh có biết bảy viên ngọc rồng trong Naruto biến thành trở thành điều ước, rồi trở thành chỉ sinh tình vô thể chua trò chơi, rồi vượt qua thử thách trở thành thám tử lừng danh, anh biết không? Không biết nha công phú ơi. Game Ngôn Tình má chứ không phải là game gì đâu. Nhưng mà tôi thấy một điều là cái cốt truyện của cái game Áo Cưới Giấy game nào cũng hay hết, nó cũng cuốn hết trơn. Tại do mình là người Việt thôi nha, chứ mình không phải là người Trung Quốc. Nếu mà mình là người Trung Quốc thì mình am hiểu hơn về những cái tập tục đó nữa, thì mình sẽ thấy nó hay hơn. Nhưng mà cũng có một cái rất là hay là do lịch sử của Việt Nam mình, các văn hóa của Việt Nam mình nó cũng có tiếp giáp với lại Trung Quốc á. Mà Trung Quốc là một những cái quốc gia rất mạnh về phương Đông, cho nên là những cái quốc gia nào mà tiếp giáp với lại Trung Quốc á là đều phải gọi là cái gì ta, một là bị nó xâm lược, hai á là phải thậm chí là mất nước luôn đó. Nhưng mà Việt Nam mình là khá là hay là gì, anh hùng dân tộc của Việt Nam rất là nhiều, chưa bao giờ mình để mất nước vô ha, tay của Trung Quốc cả. Cho nên là khá cái chuyện mà văn hóa của một số cái đất tương đồng thì cũng thể hiểu được đi, tại do tiếp giáp về địa lý mà. Cái việc lạ gặp hôm nay chưa từng nghe nói bao giờ. Anh lo dạng nhất là thật, vì thế cứ cẩn thận thì hơn. Ok. Anh tiếp tục tìm cách mở cửa. Em đừng có lơ là, bởi vẫn chưa điều tra ra nguyên nhân của việc quái dị. Rồi ok. Được rồi. Anh đi đi. Em có cái cảm giác cái cửa phòng này có gì đó bí mật để em tìm.
Thôi tôi dịch đúng không? Tôi nói là đúng tâm, là tôi nói là đúng cái ngữ cảnh ngữ điệu luôn. Tôi đó là chuyên văn mà, đó đáng lý cái này đó phải mời tôi làm tiếng game mới đúng. Ủa có ai biết cái thước này làm gì mấy shop chứ tôi không biết thiệt á. À, cái thước này hả? À, cái thước này bật lên nó nằm giữa màn hình đó mấy shop. Nằm giữa màn hình hả? À, đó chắc là quan tài á, đúng rồi. Ồ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ở đây nó có đánh số nè, 1, 2, 3, 4 nè. 1, 2, 3, 4, 5. À, vậy là mình phải lắc cái quan tài sao mà theo thứ tự nằm luôn á. Đo cái tượng đá hả? Cái tượng đá nào ta? Cái tượng đá nào á? Có cái tượng đá nào đâu ta? Ồ, đúng rồi, nó cái hình, nó có cái hình của cái thước nè. Ồ, ồ, nhưng mà mình giải gì á, mình có cái chỗ nào để nhập chữ không vậy ta? Hình như là theo như là cái lời chỉ dẫn của bạn nào thì chúng ta đo cái đó xong là chúng ta sẽ có một cái gì đó để mở một cái gì đó đó, và có 5 cái chữ. Nhưng mà Hiếu không biết là cái 5 cái chữ đó là sau khi mình mở thì nó sẽ là 5 cái chữ của cái chỗ, 5 cái chữ nào á. Mình vẫn lấy lại được cái này hả? Cái vỏ quay số mình vẫn lấy lại được. Oh my god, để tôi hiểu rồi. Wormimbala. Hiểu rồi. Nhìn nè. Thấy cái gì không? Số 2 là cái chữ T, cái chữ T gạch ngang là số 2. Cái chữ số 1 là cái chữ quẹo này, thấy không? Cái chữ quẹo này. Chữ quẹo này, chữ T gạch ngang, chữ 3 là cái chữ gạch xuống. Chữ 4 là cái chữ gạch này, cái chữ 5 là cái chữ đó. Ok. Nhớ cho một lần luôn. Nhìn lại cái nữa. Có nhớ mà quên. Lộn á. À là cái chữ gạch xuống đó. Ok. Ủa cái chữ gạch xuống đó đâu ta? À đây, nó là cái chữ này. Ok. Cái chữ thứ hai là cái chữ T. Cái chữ thứ ba là cái chữ cái chữ thứ ba quên rồi. Chữ thứ ba để gạch cái. Chữ thứ ba là cái chữ xuống này. Ơi chết mẹ, lộn rồi. Reset mới đúng. Ủa gì kỳ vậy ta? Thôi kệ, cứ từng cái đi thì tốt hơn. Mình làm gấp ghẻ có nhớ hết lần cái 5 cái mình cút luôn. Là cái chữ này nha. Đây, cái chữ đầu tiên là cái chữ này. Cái chữ đầu tiên là cái chữ đó. Đây, cái chữ đó là cái chữ này nè. 1. Rồi cái chữ 2 là cái chữ T. Cái chữ 3 là cái chữ đi qua coi cái chữ 3. Cái chữ thứ 3 là cái chữ này. Đây rồi, thấy rồi. Đây, cái chữ 3. Rồi giờ tới cái chữ 4. Cái chữ 4 không có, bên đây không có. Vậy là cái chữ 4 bên này rồi. Cái chữ 4 với chữ 5 bên này luôn. Cái chữ 4 là cái chữ T. Cái chữ T phẩy, cái chữ 5 là cái chữ kia. Ủa vậy cái chữ 2 là cái chữ nào ta? Vậy là tôi không biết tôi có bị nhầm không á. Cái chữ 2 là cái chữ T này, đúng rồi. Cái chữ 2 đúng rồi mà. Cái chữ 2 là cái chữ T. Ơi, chết mẹ chứ, cái chữ 2 nó bị sai á. Ủa chữ 2 là chữ T nào? Chữ T thẳng mà. Ôi chết mẹ chưa.
Một chữ T, cái chữ cái này là chữ thẳng. Trên đây nè. Hai, cái chữ thứ ba là cái chữ chữ ba là cái chữ này. Cái chữ thứ tư là cái chữ thứ tư là cái chữ T ngược. Cái chữ thứ năm là cái T không có phẩy. Để tôi chụp hình lại luôn, để tôi chụp hình lại luôn. Ngược bên kìa, ủa ngược hả? Là sao ngược? Hello con Như Quỳnh nha, hello shop. Hello con Phát Trần nha, hello fan. Hai ba giống nhau shop ơi. Ủa ngược hả? Ủa tôi thấy là bên nào nó để sát cái bên đây thì là đúng, còn nó không để sát bên là sai chứ. Sai cái 4 cái 5 kìa ông già, hình như là trái qua phải. Ấy hình như là nãy tôi cũng bị sai á. Ở đây tôi thử coi, hơi kệ giờ mình thử bên này trước đi ha. Còn nếu mà sai thì mình thử là bên kia. Nó cũng chỉ vòng vòng ở đó thôi, nó cũng chỉ có hai cái thôi. Giờ mình thử là bên này của cái đó trước đi. Cái này trước. Cái này thì phải là chữ này. Một. Cái hai là cái này. Hai. Cái ba là cái kia. Cái ba là cái này nè. Đúng rồi, cái ba. Từ từ nha, cái bốn. Nếu mình sai thì lát mình sửa lại. Coi thử bên này trước coi phải không. Cái bốn là cái này. Vậy là cái năm là cái chữ T bình thường thôi. Ờ, cái năm hình như là cái chữ này nè. Đúng rồi. Ờ vậy là hồi nãy tôi bị nhầm thôi đó. Hồi nãy là tôi bị nhầm cái thứ tự của cái 4 với cái 5 nè. Hồi nãy là Hiếu chọn cái này qua 4, chọn cái này qua 5 nên bị sai. Vừa mới nhận được một cái chìa khóa. Vậy là cái chìa khóa để mở cái cửa này đúng không? Bè chạy đâu nữa? Chạy đâu nữa shop? Bên đây là mở xong là được một cái phòng. Hồi nãy bị lộn, hồi nãy là bị lộn cái thứ tư với lại cái thứ năm. Hello con John T Du nha, vậy mà tôi còn tưởng là nó bị sai nữa shop. Hello con Hoàng Nam, hello bà, hello con Nguyễn Thư, chào bạn Khanh Duy nha, chào fan. Má ơi nó ngu, gì đâu buồn. Lát nữa rồi, cái này là còn đỡ nha. Cái này là tại do mấy cái này nó dễ là mình chụp hình mình nhớ chứ hả? Nếu mà có mấy cái khó chẳng hạn như lắp tranh đồ này nọ là cút luôn, lắp tranh là tao lắp nửa tiếng đồng hồ chưa xong. Tôi sợ mấy cái mà cái đó lắm. Chơi rất là nhiều cái series của áo cái giấy rồi có nhiều cái dễ đố quá khóc tiếng máng luôn. Từ sau khi nàng dâu Thôi Uyển Anh bất hạnh qua đời, trong nhà liên tục xảy ra các chuyện kỳ quái. Thỉnh thoảng sẽ thấy bóng dáng của nàng lướt qua. Hiện giờ đã qua nửa năm, việc kỳ quái ấy không giảm mà càng tăng dần. Ngô đối đãi với lại Uyển Anh và người nhà của nàng ta không tệ bạc. Nếu là hồn ma của nàng ta làm loạn, thật chí là không phải. Con cháu của Trịnh Hậu Nhân bất hiếu ở đây cầu cho liệt tổ liệt tông và lục lão thái gia bảo hộ, xem ban cho phép trừ yêu tà. Lục lão thái gia chứng giám cống phẩm bày theo lời dặn xưa. Chư thần bay từ âm tới dương. Một là hỷ thần tay cầm lụa đen. Hai là võ khúc tay cầm roi đội mão. Ba là thọ tinh tay cầm đào thọ. Bốn là phúc tinh người tới tặng con. Năm là văn khúc cầm bút và đứng đầu. Sáu là lục tinh tay cầm kim bản.
tế tam sinh từ dương tới âm là heo, dê, bò. Rượu trắng là dương, hoa, trà ở âm. Đồ lễ không thể sai. Trống chuông âm dương đối diện, ý là giàu có và sung túc. Quanh chậu cần bày lược kết tóc cùng với lại chuông âm dương đối diện với ý địa linh nhân kiệt. Là sao? Không cần đặt chén trà rỗng lên, hãy là để dĩa bày cuối cùng. À, không cần đặt chén trà rỗng lên, cần một cái đệm nhỏ. Đây là cần một cái đệm. Ở đây là mình phải cần một cái chén trà không rỗng, thì có nghĩa là đây đặt trà đúng rồi đó, mà nó phải không rỗng mới đúng. Vẫn thiếu cái gì đó. Ồ. Ồ. Thời đại tiến bộ rồi, Văn khúc tin đổi dùng bút bi cũng hợp lý nhỉ. Trời ơi là trời. Cái thằng này nó trời ơi, nó phê phán. Thằng này nó phê phán. Nó dám đưa cho cái ông Văn Khúc. Văn Khúc tin quân. Văn là người viết văn mà. Đưa ông cầm bút cũng đúng. Cũng đúng. Này suy nghĩ cũng hay. Này lý luận cũng đúng. Cũng được đi. Bỏ qua cho nó đi. Rồi bây giờ mình cùng đọc lại cái câu mà hồi nãy đây nè. Một là Đây để tôi chụp hình lại cái này cái. Đây. Theo thứ tự nha. Chư thần bày từ âm tới dương. Một. Chư thần bày từ âm tới dương. Một là hỷ thần tay cầm lụa đen. Tay cầm lụa đen là đây, tay này. Hỷ thần, ông này đứng đầu. Hai là võ khúc. Võ khúc tay cầm roi đội nón. Võ khúc tay cầm roi đội nón là ông này. Ba là thọ tinh tay cầm đào thọ. Đây, thọ tinh là nằm ở đây. Bốn là phúc tinh người tới tặng con. Đây, phúc tinh đây. Vậy hai người này đổi chỗ cho nhau. Sáu là lộc tinh tay cầm kim bản. Lộc tinh là cây tầm kim bản là ai? Cầm lụa đen, tay cầm kim bản là ông này đúng rồi mà. À, hai đứa bị ngược ta. Một là ông này. Hai là võ khúc tay cầm nón đội mão. Hai là võ khúc là ông này. Cái ông này là nằm ở đây nè. Bốn là phúc tinh người tặng con. Đúng rồi. À, tay cầm roi đội nón mà. Tay cầm roi đội nón là ông này mới đúng nè bà nội kẻ ơi. Ủa? Một là hỷ thần tay cầm lụa đen. Ông này cầm lụa đen đúng nè. Hai là võ khúc cầm roi đội nón là ông này cầm roi nè, đội nón nè. Ba là thọ tinh tay cầm đào thọ là ông này đúng rồi nè. Bốn là phúc tinh người tới tặng con là ông này chứ gì nữa. Năm là văn khúc cầm bút mà đứng nè. Sáu là cái ông lộc tinh tay cầm kim bản. Ủa vậy hình như là nó kêu là còn xếp từ âm sang dương nữa đó. Còn xếp từ âm sang dương nữa. Còn từ âm sang dương nữa. Để coi đọc tiếp coi có manh mối gì không. Đây nè. Tế tam sinh viên rượu trắng dương ở khoa trà âm. Tới âm không cái này phải rồi. Ơ cái gì đây. Ô hồi nãy tôi chưa lật tới cái này hả. Cái này là một cái gì đó đó. Này chắc để giải mã cái gì đó nữa rồi. Cái số 2 bị sai. Sao lại sai? Kêu là văn khúc tay cầm roi đội mão. Số 2 là A, 2 là võ khúc cầm roi đội nón là ông này nè. Còn cái ông này là cầm roi đội nón nhưng mà cầm nón nữa. Nếu mà sai là sai hai ông này thôi. Cái ông 5 là cầm bút đúng đúng rồi. Số 2 với số 6 kìa, tôi đổi chỗ rồi nè mà vẫn sai nè. Nè. Đổi rồi nhưng vẫn sai. Hình như thọ là dương đúng không anh? Thọ là dương hả? À. Ồ. Ồ đúng rồi đó. Xếp từ âm tới dương. Vậy ai là âm? Trong đây ai là âm ta? Trong những tiên Phật đều là dương hết mà.
À là phải qua trái hả? Đúng không? Nếu mà tay cầm lụa, ông này cầm roi đội nón, vậy là này hả? Ơ đúng rồi, không sửa được nữa, đúng rồi nè, cái này là mình sắp xếp đúng rồi nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đúng rồi. Ơi da, sao cái ông Văn này lại cầm bút lại là đứng nhì ta? Ơi da, thiệt tình luôn á, khó hiểu thiệt chứ. Rồi xếp như này là đúng rồi đó. Hình như không phải tượng thần chính thống. Ô, không phải tượng thần chính thống hả? Một cái tấm, trong bình hình như là nước sôi. À, rót nước tắn hẳn là không có ý nghĩa gì. À, vậy là phải là trà. À, đây rồi, 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 đây rồi. Tôi thấy cái đề giải tiếp rồi. Nó là cái này. Cái này nè, đây, 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 đúng rồi. Ở trên cái mật, cái cửa đó là có 4 cái mật khẩu. Nó có 4 cái. Ở đây thì nó có 4 cái chữ. Vậy là phải là theo thứ tự thì mình có 4 cái số, đúng không? Vậy là 1, 2, 3, 4, 4 của cái này. Cái hình chữ T ô vuông này lên là ở đây. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 cái ở trong cái ô vuông. 4 cái trong cái ô vuông. 4 cái trong cái ô vuông. 1 4 cái trong cái ô vuông là cái nào ta? 1, 2, 3, 4 4 cái trong ô vuông hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Đây là 1, 2, 3, 3 Cái này là cái chữ T ngược. Cái chữ T ngược này là 1 1, 1, 2, 3, 3, 1 cái ở đây. Má sao khó vậy ta, nhìn không hiểu luôn á. Mình có 4 cái là mình có một cái chữ, một cái hình con lãi nữa. Cái hình con lãi thì nó sẽ là cái khoan đã, hiểu rồi, nó sẽ là dọc từ trên xuống này nè, nó sẽ là dọc như này nè. Oh my god, nệt ghê đó, hay đó, thiết kế hay đó. Là nó sẽ lấy cái cột móc là cái cột dọc, cặp dọc xuống chứ không phải là ngang lên. Mình bị nhầm rồi đó, game nó biệt mình. Sao không được ta? Ờ đúng rồi, trời ơi. Phải của cái bộ lão. Đây tôi giải thích cho à. Cái hồi nãy á, giải đây á, là trên đây nó có để nè, là theo hàng năm, đúng không? Đây nào, giờ mấy bạn nhìn cái tấm hình ở đây. Mất cái ổ khóa này, cái ổ khóa đây nãy là nó có 4 cái, 4 cái, 4 cái ký tượng. 4 cái biểu tượng đó là tượng trưng cho mấy cái chữ ở trên đây, theo xếp ở đây. À, nói mọi người cũng hiểu rồi, mọi người chơi đi, mệt quá. Chơi đi. Chơi đi hiểu. Theo cái nội dung trong sách, chắc là hai con giáp này lấy được một cái tượng đầu con dê với lại một cái tượng đầu con heo. Một cái tượng đầu dê với lại một cái tượng đầu heo. Bỏ tượng đầu dê lên, bỏ tượng đầu heo lên. Nếu mình nhớ không nhầm, tam sinh nên bày như thế này. Rồi, cái trống. Ôi, mình có cái trống. Ơi da, ngửi vào hình như là rượu. Ồ, là rượu hả? Má lại giải đố nữa, mệt quá.
hung thần phạm ngũ hành, dùng ngũ hành tương khắc để trấn áp, dựa theo lý luận để khắc chế, lấy thế mạnh để đục vào điểm yếu, dùng mộc khắc thổ, thổ thì khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, kim mộc thủy hỏa thổ. Rồi sao má? Hello con Minh Thư nha, hello shop, đốt cái tượng đi. Đốt cái tượng hả? Lấy cái tượng nào đốt? À đốt cái tượng này hả? Hình như không phải tượng thần chính thống. Đốt cái tượng nào bé? Bé đốt cái tượng nào vậy bé? Rồi để nó đi, từ từ tính. Đang giải cái gì? Đang giải tới cái gì rồi? Đang giải tới cái này rồi. Hello con Trần Nhi nha, chào shop. Rót cái chén rượu vô chén trà không? Rồi hợp lý, đựng rượu. Một chén rượu, trong chén trà đựng rượu. Bỏ chén trà là rượu vậy lên đây. Ok. Mình vậy là mình còn thiếu một cái chén trà nữa đúng không? Nãy trong đây nó ghi nè. Nó ghi là... Đâu để mình coi thử coi. Rượu trắng ở dương, hoa trà ở âm. Đồ lễ không sai, là mình thiếu hoa trà ở... Đây, hoa trà. Chắc phải giải đố nó mới cho hay sao á. Chào tôi đi shop, chào bạn Ngọc Nhân nha. Giải bộ bị khùng rồi, nhét 10 cái trái sầu riêng vô lỗ mũi bên trái xong gào thét tên Như Quỳnh đi Hiếu ơi. Hiếu đang giải đố này, Như Quỳnh, Như Quỳnh. Hello con Bảo Yến, chào con Thảo My nha, hello shop. Game này tên gì vậy fan? Áo cứ giải 4, vừa mới ra bắt ngày 28. Là sao mấy shop, cái này là sao mấy shop tôi không hiểu. Để đọc lại coi. Lấy thế mạnh để áp chế cái yếu hả? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ủa? À, kim mộc thủy hỏa thổ. Mộc, mộc thì cái gì khác mộc? Mộc khắc thổ. Mộc khắc thổ. Kim khắc mộc, kim khắc mộc, kim khắc mộc. Kim thì nó khắc mộc. Kim thì nó khắc mộc. Kim thì nó khắc mộc. Còn cái gì khắc kim? Hỏa khắc kim, vậy là mình phải lửa bỏ vô kim. Lửa bỏ vô kim, đây. Rồi thổ khắc gì? Trời ơi, lát tao điên luôn á. Thổ khắc thủy. Thổ thì khắc thủy. Thổ thì khắc thủy. Nước đâu? Nước đâu? Yamero. Thổ thì khắc thủy. Vậy là mình phải bỏ thổ lên đây. Thổ khắc thủy. Ủa, thổ là đất mà. Đất mà. Đất mà. Đất là khắc thủy. Đất khắc thủy. Vậy đất phải nằm bên này. Đất khắc thủy. Đất lên này. Đây. Đây, đất khắc thủy. Cái này là thổ. Cái gì khắc thổ? Dùng mộc khắc thổ. Phải dùng mộc khắc thổ á. Dùng mộc qua bên đây. Mộc bên đây. Mộc khắc thổ. Ơi chết mẹ chưa. Bãi rồi, bãi rồi. Dùng mộc khắc thổ. Dùng mộc khắc thổ. Đây, mộc khắc thổ. À, vậy là dùng hỏa khắc. Cái gì? Hỏa khắc gì? Hỏa khắc kim. Hỏa khắc kim hả? Kim đâu? Kim đâu? Ủa, cái này là nước mà, đâu phải hỏa đâu. Bị lộn rồi. Hỏa khắc kim thì là hỏa bên này mới đúng nè. Hỏa khắc kim. Kim khắc thổ. Ủa, thủy khắc hỏa chứ. Trời ơi là trời. Rồi là cái gì, cái gì ra? Cái gì khắc thổ? Cái gì khắc thổ? Mộc khắc thổ. Vậy là mình dùng cái cây qua bên đây. Cái cây nằm bên đây. Cây nằm bên đây. Rồi. Trời ơi là trời. Thổ cái gì khắc thổ? Mộc khắc thổ. Mộc nè. Mộc khắc thổ mà. Dùng mộc khắc thổ. Dùng mộc khắc thổ, còn dùng thổ. Cái gì để khắc thổ? Ê, cái gì để khắc mộc? Kim khắc mộc. Kim khắc mộc cái này đúng rồi nè. Mộc khắc thổ hả? Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là chỉ cần bỏ làm sao cho cái cây này qua bên đây nữa là ok rồi.
chết mẹ chưa. Hỏa khắc kim, thủy khắc hỏa. Thủy khắc hỏa ở đây nè, kim khắc mộc là ở đây. Nó làm sao để lấy cái cây gỗ này qua bên đó được á. Nó chỉ cần bỏ được cái mảnh gỗ này lên trên đây nữa thôi là thắng rồi. Là xong rồi đó, là xong rồi. Nhưng mà nhờ vô cái trí tuệ của tôi thì cũng được. Tuy là nó hơi lâu xíu nhưng mà chúng ta vẫn có cái bộ lão, ta vẫn xài được, ta vẫn giải qua được nha. Hello con Lưu Hoàng nha, má ơi nó dễ vậy mà, gì đâu buồn. Có nhiều cái nó khó nhưng mà có nhiều cái nó cũng dễ. Hello con Thảo Vi nha, chào fan, chào bạn Tí Đô nha, hello bà. Đó mà mình giải dẫn ra nè. Hello con Thanh Nguyễn nha, chào fan. Để Mộc với Thủy đối diện nhau, ra rồi, giải ra rồi. Vậy mà đi đòi đi thi trí tuệ Việt, gì đâu buồn. Gì đâu buồn, mấy cái này cơ bản thôi. Tuy là nó hơi khó xíu nhưng mà vẫn lo được. Ủa cái chuông, chuông để làm gì trời? Ờ, hồi nãy như là tôi có đọc qua một cái đoạn nào đó, nó có nói là cái chuông á, nó có nói cái chuông. Chống chuông, chống với chuông âm dương. Chống với chuông hả? Chống với chuông âm dương hình như là thờ ở đâu á, ở đây hả ta? Ồ, chống với chuông. À, chống với chuông âm dương. Ủa đúng rồi mà, tôi bỏ này nè, hai cái chuông bên này, cái trống bên này. Ồ, hình như là mình bị thiếu một cái gì đó, mình bị thiếu một cái gì đó, mình bị thiếu một cái này nè, một cái đệm nhỏ, mình bị thiếu một cái đệm nhỏ là mình giải được cái căn phòng này rồi. Mà cái đệm nhỏ đó dùng để làm cái gì, còn cái lược dùng để làm gì nữa? Tôi không muốn bấm vô gợi ý đâu nha mấy shop, mình phải giải vượt qua mà không cần gợi ý. Hello con Như Quỳnh nha, hello shop. Nhấn tào lao tí nó hù nè, sợ quá. Hello con Lưu Hoàng, chào con Nguyễn Đình nha, chào fan. Có chơi Liên Minh Huyền Thoại không bé? Nay bé không có chơi Liên Minh Huyền Thoại nha, bé chơi áo cứ giấy rồi. Hello con Ngân Đao nha, hello fan, chào con Phụng Trương nha, hello shop. Qua rung chuông, ra rung chuông quan tài. Rung chuông quan tài, rung chuông quan tài. Ờ đúng rồi, cái ông này nói mới nhớ, hình như cái quan tài mình chưa có giải. Đúng rồi đó, cái căn phòng quan tài mình chưa có giải á. Đây nè, cái căn phòng này nè, mình chưa có giải. À, rung chuông quan tài hả? Rung chuông quan tài có cái gì không ta? Ê, mình có cái manh mối gì không? Để đi đọc lại cái cuốn sách coi. Hình như trong cái cuốn sách nó có một cái gì đó đó. Yên tâm, từ từ rồi chúng ta sẽ giải ra. Siêu trí tại Việt mà. Chơi thử Spider-Man đi Hiếu. Ủa Hiếu cảm ơn, có dịp Hiếu chơi. Yên tâm đi, game gì tôi cũng có dịp tôi chơi đó. Dịp nào thì tôi không biết. Ở đây đặt một chậu nước à... Đốt quan tài được không? Đúng rồi, ở đây nó cho mình bật lửa nè. Chắc mình phải dùng bật lửa để làm một cái gì đó đó. Không đốt được. What the hell? Chắc phải dùng gợi ý rồi mấy shop ơi. À, coi bộ cái hành trình giải áo cứ giấy của chúng ta phải xài gợi ý trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Hello con Johnny Hoàng nha, chào shop Hoa.
ồ hoa gì á, sao hôm qua sủi live fest Haru mà không báo trước vậy shop? Ồ kiểu như là mình rảnh thì mình đi thôi shop, báo trước gì? Hello bạn Lưu Hoàng nha, chào fan, nay chơi nay không chơi từ lát bóng mà shop. Ờ không, nay dậy dậy đố áo cứ giấy rồi. Bỏ cái cây lược vô trong cái chậu nước á Hiếu. Ồ. Nãy Hiếu có bỏ vô thử á mình nhưng không được. Ồ, đúng nè. Được, ở đây là đúng rồi, vậy mình chỉ còn thiếu duy nhất một cái gì nữa thôi à. Được, được, đặt cái lược vô nước được rồi. Hello bạn Thành Nên nha chào fan, chơi game khác đi fan. Ừ, có dịp Hiếu chơi. Hello bạn Quỳnh Trang nha chào fan, ông dạy chắc tới sáng quá, chắc phải xài tới gợi ý rồi. Lấy cái chuông nhỏ rung lên thử đi ông già. Lấy cái chuông nhỏ rung lên đi. Ồ, oh, rung lên hả? Đâu để tôi mang vô trong cái chỗ quan tài cho rung thử. Không có rung được. Mà cái chuông như chắc treo ở đó đúng rồi đó. Khoan đã ta, mình mở cái tủ này ra mà chẳng lẽ nó không có cho mình gì hết ta. Đây là ba chữ vàng đại diện cho phúc, lộc và thọ. Ngoài ra còn viết là nhất nhất tam nhất nhị tam. Nhất nhất tam nhất nhị tam, nhất nhất tam nhất nhị tam. Ủa sao ba cái chữ này có phải là ba cái chữ trên cái quan tài không ta? Mấy ông thấy ba cái chữ bên trong màu màu đỏ không? Sát bên trong á. Đâu cho qua cho đối chiếu với lại cái nhất nhất tam nhất nhị tam. Nhất nhất tam nhất nhị tam, nhất nhất tam nhất nhị tam. Nhất nhất tam nhất nhị tam. Nhất nhất tam nhất nhị tam. Nhất nhất tâm nhất nhị tam. Thôi đúng rồi, là nó nè. Là nó nè. Là nó đó, đúng rồi đó. Cái này là cái chữ thứ ba. Vậy cái này sẽ là cái chữ, đúng rồi, cái này là chữ thứ hai. Nhất nhất tam nhất nhị tam. Nhất nhất tam nhất nhị tam. Nhất nhất. Nhất nhất tam nhất nhị tam. Nhất nhất tam nhất nhị tam. Nhất nhất tam. Nhất nhất tam. Nhất nhị tam là cái ở giữa nữa. Nắp quan tài tự mở ra rồi, đây lẽ nào là cơ quan gì sao? Một cái chén rượu không? Hình như là cái ông này là cái ông nhà họ Trịnh á. Cái gì vậy? Quan tài còn lại không biết khi nào sẽ mở ra. Ờ, tự mở luôn nè. Lại là người giấy của tiểu thư. Ờ, con nhỏ tiểu thư Trịnh gia. Dao cạo kéo tỉa lông mài hình dáng đặc biệt. Ồ, có dao tỉa lông của tiểu thư. Những người giấy này sao đứng dậy hết rồi? Chết rồi, chết đi. Ồ, đốt, tự đốt luôn. Ở trong góc cũng có một số người giấy nhìn rất quen, như thể là từng gặp trên xe buýt nhưng chưa kịp nhìn, nó đã cháy hết rồi. Ồ, lục lão thái gia bao la vạn tượng. Cái này nãy đọc rồi, nhưng mà nó cháy hết rồi, chỉ còn lại đống tro tàn thôi mấy shop. Thôi tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, tới đây tôi hiểu rồi. Tiền giấy rơi từ đâu vậy? Không thể nào là dứt từ trên máy bay xuống được. Đúng rồi. Bên em không thấy cái gì quái dị hết chứ. Phòng tay không có trả lời. Ôi, nhỏ đâu rồi? Ôi, sao đâm hoài vậy má? Nguy hiểm quá, phía sau rốt cuộc là người hay ma? Thôi Uyển Anh, em có còn đó không? Vẫn không có ai trả lời. Không xảy ra chuyện gì chứ, cần phải tranh thủ thời gian để mở ngay cánh cửa này. Lấy cây kéo này đi cắt cái bông hoa này nè. Đó, thấy chưa? Đó, một bông hoa. Rồi dùng cái bông hoa này, dùng cái bông hoa này pha cho cái ấm trà này. Rồi dùng cái chén đựng rượu, cái chén đựng rượu không, bỏ xuống đây. Rót một tách trà. Vậy là chúng ta thiếu đúng duy nhất một cái chén trà. Là nó. Chúng ta bỏ cái chén trà lên bàn là chúng ta hoàn thành xong cái cầu bái gì nè. Ơ, chết mẹ, chưa sai thứ tự rồi. Vậy là cái chén trà phải bỏ bên này, cái chén rượu phải bỏ bên này. Chết mẹ chưa. Tế tam sinh từ dương tới âm sẽ là heo dây bò. Heo dây bò đúng rồi, tao bỏ đúng mà.
heo nè, ăn dê nè, ăn bò nè. À thôi hiểu rồi mẹ ơi. Lấy cái chuông lại, lấy cái trống lại. Bỏ cái trống bên này, bỏ cái chuông bên này. Ơ à. Ba cái này không thể sửa được nữa. Hiếu đổi ly hai lần rồi đó mà nó cũng không có gì hết trơn á. Dạo này tôi lười xem like của ông già nữa. Ồ không sao, shop nào rảnh ghé coi. Nay chơi giải đố rồi. Ê mấy vô, anh vô giải thích ngắn gọn cốt truyện đi anh Hiếu ơi, đẹp trai em mới vô. Cái này là nó nói về một cái chuyện tình của hai đứa này. Nói chung là nó cho mình đi khám phá về mấy cái lời tương truyền ngày xưa của Trung Quốc á. Đổi trà trong chén rượu thành rượu á anh. Đổi trà một chén rượu, một chén rượu, một chén trà đựng rượu, một chén rượu đựng trà. Ồ, vậy là trà đựng trà, rượu đựng rượu hả? À cái này là một chén rượu thì phải đựng rượu. À rượu thì phải đựng rượu, trà thì phải đựng trà. Một chén trà đựng rượu, cái đủ. Trong chén rượu đựng rượu. Ồ oh. Vậy là một cái chén rượu đựng rượu. Vậy bên này một chén trà đựng trà là mình sẽ đúng. Thì ra là mình đổ. Ủa tính ra là cái này khó ấy chứ. Nó cho hai cái này đều khác luôn. Trong chén trà đựng trà. Rồi đúng rồi. Rượu và trà hẳn là sắp xếp đúng như thế này. Vậy còn trống với lại cái chuông thôi. Xếp cái chuông qua đây, xếp cái trống qua đây là xong. Tưởng gì. Phải con cái bộ lão. Con cái bộ lão nè. Con cái bộ lão. Cái kiếm gỗ đào rõ ràng là pháp khí, không biết tại sao khiến cho người ta bất an. Mong rằng thứ này có tác dụng. Rồi hiểu luôn. Lấy cái cây kiếm này chém bùa. Trong trong đây Tương, có tìm thấy chìa khóa? Thần Thụy, anh có tìm thấy đúng rồi, cái khúc nhỏ này nói là chắc chắn là đúng rồi đó. Tôi tìm được một cái món đồ, không biết có mở cửa được không? Đúng, anh mở được, anh mở lẹ đi, anh mở khẩn trương lên đi. Mở lẹ, kẹt kẹt lên. Đây là người giấy, lẽ nào âm thanh sau cửa lúc nãy không phải là của Nguyễn Quanh? Why? Quý sao mà? Ai tấm giò rồi ai tấm cái bầu khu rồi hay gì vậy? Ơ à, sao nó kéo tôi xuống nước mấy shop? Hello con Đạt Lão, Đạt Thành nha, chào shop. Bộ lão thấy ghê. Một kênh chat bất ổn, kênh chat lúc nào cũng bất ổn hết má. Hello con Vũ Hải nha, hello fan, chào con Minh Ly nha, hello em. Hello con Nguyễn Hoàng Giao Bảo nha, hello bà, chết mày. Không có chết đâu. Cái này là chắc chắn nhân vật của chúng ta không chết. Ủa? Ủa nãy giờ mình chỉ mới giải có chương 3 thôi đó hả? Giải có một cái chương 3 không mà sao lâu quá vậy? Giải chương 3 mình giải nhiêu? Tiếng ngữ. Mình giải một cái chương 3, mình giải tiếng ngữ. One look, the heat is rising. And I've been cold for so long. One touch.